hoa nào của mấy người mà lòng trong nghĩa khinh tài xiết bao. Sinh rằng lân lý ra vào gần đây nào phải người nào xa xôi, được dày nhờ chút thơm rơi kẽ đà thiếu não lòng người bấy nay. Bấy lâu mới được một ngày dừng chân gạn chút niềm tây gọi là, vội về thêm lấy của nhà xuyên vàng đôi chiếc khăn là một vuông. Bước mây gión bước ngọn tường phái người hôm nọ rõ ràng chẳng nhé, sương sùng giữ y rụt rè kẽ nhìn gió mặt người e cúi đầu. Rằng từ ngẫu nhĩ gặp nhau thầm trong trộm nhớ bấy lâu đã trồn, sương mai tính đã rũ mòn lần lừa ai biết hãy còn hôm nay. Tiếng kiều nghe lọt bên kia ơn lòng quân tử xa gì của rơi, chiếc thoa nào của mấy người mà lòng trong nghĩa khinh tài xiết bao. Tháng tròn như gửi cung mây chân chân một phận ấp cây đã liêu, tiện đây xin một hai điều đài gương soi đến dấu bèo cho trăng. Ngần ngừ nàng mới thưa rằng thôi nhà băng tuyết chất hằng phí phong, dù khi lá thăm chỉ hồng nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha. Nặng lòng xót liễu vì hoa trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa, xin rằng dài gió mai mưa ngày xuân đã dễ tình cờ mấy khi. Dù chăng xét tâm tình si thiệt đây mà có ích gì đến ai, chút chi gắn bó một hai cho đành rồi sẽ liệu bài mối manh. Khuôn thiêng dù phù tất thành cũng liều bỏ qua xuân xanh một đời. Dày nhờ chút thơm rơi
thiếu não lòng người bấy nay. Bấy lâu mới được một ngày dừng chân gạn chút niềm tây gọi là vội về thêm lấy của nhà xuyên vàng đôi chiếc khăn là một vuông bậc mây gión bước ngọn tường phái người hôm nọ rõ ràng trăng nhé sương sùng giữ ý rụt rè kẽ nhìn gió mặt người e cúi đầu răng tư ngẫu nhĩ gặp nhau thầm trong trộm nhớ bấy lâu đã trồn sương mai tính đã rũ mòn lần lừa ai biết hãy còn hôm nay bên kia ơn lòng quân tử xa gì của rơi chiếc thoa nào của mấy mười mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao tháng tròn như gửi cùng chân chân một vận ấp cây đã liêu tiện đây xin một hai.